Tại vì bạn đó vô chồng là nên tôi sẽ review cho bạn cái máy bay rồi tụi mình sắp đi là nó như cái đồ chơi luôn. Nói qua mọi người mà nghe Hương Lý nói chuyện ghê lắm. Nó kêu có gì là hả, nguyên đám TikToker hot. Nói sao mặt mà tái vậy rồi. Nó ngồi cười hà hà. Tao đi quá nè. Kệ để chỗ này không? Mở quá quấn vô. Xanh xương mà. Xanh xương là ốm lòi xương đó em. Xanh sao? Ăn là gì đó. Ăn có miếng mà quay hoài. Làm sao nữa vậy trời ơi. Đi cúng mà tâm không có tịnh. Không có thích dừa cho không có ăn dừa nè. Em thích ăn dừa. Dừa là dở lắm. Ăn không? Mọi người, mình đang có mặt tại sân bay. Thì hôm nay hai chị em mình sẽ bay ra Côn Đảo. Mình sẽ quay trở lại trả lễ. Tại vì năm trước mình xin là mình đã đạt được rồi. Bây giờ mình quay lại trả lễ thôi. Dẫn thêm tiên nữa để xin. Vietnam Airlines Pacific ở đâu? Đó giờ có một phương check in cho. Bây giờ bất ổn quá ha. Thời trang kỳ vậy, thời trang phay thời tiết hả? Liên không thấy gì đang làm mặt vậy hả? What? Tao là theo idol của tao, mặc một cách hip hop người đời trở lên. Vì em quên dân tổ. Không có ngại ngần, top như là gian chạy tầm. Tại vì bạn đó vô chọc là nên tôi sẽ review cho bạn cái máy bay rồi tụi mình sắp đi là nó như cái đồ chơi luôn. Mọi người mà nghe Hương Lý nói chuyện ghê lắm. Nó kêu có gì là hả, quyền đám TikToker hot. Nói sao mặt mà tái vậy rồi. Nó ngồi cười hà hà. Ồ rồi thím Khải đâu? Đi đang đi xe mất thôi. Hello em, ủa mà cấp giả hả? Khổ quá trời luôn. Sữa mảng cầu đi. Thử đi mà, trà sữa mảng cầu. Ok mọi hai ly trà sữa mảng cầu. Nè thử uống cái ly này nè. Hai chị em mày. Cái mặt. Ừ. Nhớ được đợt đi làm phục vụ Oriente uống 10 ly trà không? Tối đó về như bị con khờ. Ê mấy đứa này đi nhau quá trời luôn, nó bây giờ nó còn ăn gà gán nữa. Chào, mình là Quang Không Gờ, mọi người follow kênh Quang Không Gờ nha, bỏ follow kênh Hương Lý đi. Tao ly quá nè. Kệ để chỗ này không? Ôi, mở quá uống vô. Xanh xương mà. Xanh xương là ốm lòi xương đó em. Xanh sao? Lưu chú, sao bị trễ hoài vậy? Ngựa, chuẩn bị bay mà đi tập. Bóc phô outfit gì đó. Em ta áo của Hương Lý quần sắp bị trăm nghìn. Thôi ghẻ quá không hỏi gì. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay Côn Đảo và cảm nhận nó giống như là một chiếc máy bay mô hình đó. Đó máy bay đồ chơi ha anh ha. Cái bốn lần này. Đây máy bay siêu nhỏ luôn. Máy bay nó bự quá sợ. Thật tiên Côn Đảo vẫn xe đò thôi. Xe đò nè. Mở mắt nhìn đời. Ôi trời ơi. Siêu đẹp luôn ha. Trời ơi cái điện thoại. Chứ ngoài xấu quá rồi. Hả? Cái kìa này, cơ sở sức sướng. Không sợ. Nhiều mấy rồi. Cô gái kìa. Ta si. Trời ơi, linh hình. Trời ơi, linh hình này. Trời ơi, linh hình này. Trời ơi, đẹp quá, tuyệt vời luôn mấy bạn ơi. Ờ, đi Côn Đảo chơi đi. Coi đảng về vô đừng đi thôi. Làm có bố mình nè. Đẹp lắm. Thuộc à? Rồi, đầu tiên là đi cả nước. Hả? Ơi sang ghê. Rồi sao? Rồi đó là hủ tục mà khi tụi mình mới bắt đầu. Rồi bây giờ Hương Lý làm cùng mọi người di chuyển ra ăn cơm nha. Bưởi chị ơi, bưởi, gia đình em bưởi. Thì Ngọc đang nói trong lòng tao sai rồi bay ơi. Ăn tông bay ơi, bốn chữ mắc trăm tư. Rồi bây giờ là 4 giờ thì tụi mình đã sửa soạn xong, cũng tắm rửa sạch sẽ. Nên bây giờ ra cúng cô. Là hẹn nhau 4 giờ dữ chưa? Mình đi gặp cô nha. Kiểu là bây giờ người ta để cho mình một cái xe vậy, mỗi người đẩy một cái xe vô. Đây là của Hương Lý, hoa nhập khẩu, hoa hướng dương. Mình rất là thích hoa hướng dương. Rồi bây giờ tụi mình đã tới chỗ cúng rồi nên là mình sẽ ấp máy để mình cúng nó, lát hồi mình quay lại nghe nó ra mình. Rồi bây giờ tụi mình đi qua cô Sáu. Ở ngoài nhìn đẹp lắm mà.
xin bộ lượt này về nữa. Mà trong công việc làm ăn của mình có gặp trục trặc á thì mình lấy ra mình chải đầu. Trước khi chải đầu thì mình sẽ thống nhất cô trước là cô cho con mọi việc mình chia sẻ, sau đó mình sẽ chải. Giờ thì chị em mình đã cúng xong rồi, cũng là hoàn thành được nhiệm vụ của chuyến đi này rồi. Đây là cái miếu lần đầu tiên cô Lý đi luôn mọi người, nên mình vô mình thắp nhang cúng mình lại. Hai mọi người, người ta xây cái miếu nhưng mà người ta vẫn chừa cái cục đá lại. Là mọi người mình đã có mặt ở cây dừa, ở kem dừa, cái dừa mà có cây dừa luôn nè. Kem con đảo dừa đất ăn là ghiền thiệt đó. Dừa. Wow. Ăn là ghiền đó. Ăn có miếng mà quay hoài. Làm sao nữa vậy trời ơi. Đi cúng mà tâm không có tịnh. Không có thích dừa cho không ăn dừa rồi. Em thích ăn dừa. Dừa là dở lắm. Ăn lắm. Chứ ngon rồi đó cho mày. Đúng rồi. Mô lô dầm. Lô dầm. Cay quá. Vũ bóp cho nó bóp ra. Vậy ơi, chị bỏ thêm em đi nước kem đã thành hồng trà chân châu đi. Giờ chỉ có uống nước sôi nó mới hết. Thì biểu ăn mua bánh tráng ngon muối cay. Uống trà sữa hơi ngon không? Nó ngon. Ngon mà sao vui vậy? Đóng cái miệng lại là nó nóng lên. Trời ơi, đứa cầm ly trà sữa nè, gấp gãn liền. Chưa vô ăn chính mà thấy ăn xế xế là cũng no no rồi đó. Không má, uống nước no vậy má. Hải sản là phải ăn cỡ vậy nè mọi người. Ơi, bây giờ là hết ngày đầu tiên ở Côn Đảo rồi, tụi mình đã ăn no nê xong. Bây giờ thì tạm thời bye bye mọi người nha. Bye. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Hương để không bỏ lỡ những video nữa. Bye bye. Bye. Chào mọi người, giờ mình xuống tới phòng của mọi người để chơi. Chán không cái đầu này. Tao cũng vậy mày. Trời ơi, mua đồ ăn nồng nặc. Tại vì phòng này mua 800 ngàn đồ ăn mà. 800 ngàn. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác gọi là tụ họp gia đình như thế này. Đã quá trời luôn. Cái gì chắc anh ơi. Một điểm không thích về đâu chú. Rồi tôi đây, dê thùng. Rồi anh luôn. Thay cãi. Anh luôn, thay cãi. Rồi, quen luôn. Nó chơi với thằng già thằng Chiến. Chiếc đẹp trai quá. Đều không thích về đâu chú. Thôi khó nha, mặc dù gì cũng tốt chứ. Đẹp trai. Đâu đẹp trai coi, làm nét đẹp trai coi. Làm cho anh. Nãy không cho tôi ngủ, đang ngủ cái bắt nhận vậy. Người ta hay nói là phiền á. Phiền. Trời ơi. Chị ơi. Overthinking, xin lỗi và cảm ơn quá nhiều. Rồi chị Ngọc lại đi, tính được em nhanh đi, gấp đói quá rồi. Chắc là tính trẻ con. Lỗi lầm nhiều nhất là nói nhiều lỗi lắm. Lưu Châu có một cái lỗi lớn nhất là ok tôi sẽ trưởng thành, nói trưởng thành nhưng không thấy trưởng thành. Đó. Thấy mình trưởng thành chưa? Cũng chưa. Còn Khải. Ba tháng nữa Lưu Châu sẽ mở kênh make up cho mọi người coi. Chỉ cho Khải cái má đánh má hồng mọi người cho. Hay móc nền lắm. Móc nền là không phải cái nền nữa. Xài qua cushion, móc cushion.